Cũng tùy thôi anh ạ. Có thịt thì mới cho thịt vào được. Nhà nghèo không có thịt thì chả cho vào được đâu. Chảo thịt băm rất là ngon ha, được nấu tại một cái trường ở Cao Bằng. Xanh luôn, ăn buổi trưa học xong thì ăn, và các bé cũng chỉ được vào túi bóng cơm trắng thì lúc cũng rất là tội, có bé thì chấm muối. Quay clip cho mình. Khói nó tạt không? Cái này là thịt băm ha. Dạ. Thịt các con chưa nay được chia nhưng mà ăn không hết nên các bạn ấy cầm về nhà để cùng gia đình ăn như này. Rất là nhiều. Con ăn được no không? No hả? Ngon không? Ngon. Ấy. Đi bộ hết à. Chào nhá. Chào nhá, giơ tay nào. Phía đằng trước xa xa kia là các anh, các chị đã hỗ trợ phát quà trong ngày hôm nay cùng với lại Bùi Hồ. Cô bác quý anh chị biết không, cái đoạn đường mà từ trường đi đến cái nơi mà chiếc xe đậu á là khoảng 7 km, đường nó trơn trượt và như thế này nè. Đây là một chảo thịt băm rất là ngon ha, được nấu tại một cái trường ở Cao Bằng. Để có được cái phần như thế này, các cô, các thầy, các cô phải chuẩn bị rất là công phu. Bình ơi, nhấc cái bắp cải nó đây này. Nên rồi, cái này nên rồi. Cái bắp đó. Và ngày hôm nay á là đến đây không chỉ là mang áo ấm mà còn có mang thêm cho các em cả một cái bữa ăn như thế này. Sao được mấy mẻ á anh ơi, cái này à? Một hai mẻ hay hai mẻ đi, hai mẻ nhiều đấy. Hai mẻ sao nó to mà gọi là bánh bằng gì đấy. Ở không khí lạnh này á có cái hơi củi nè, nó ấm lại. Dạ. Yeah. Lại giữ. Được chưa anh? Thêm nữa. Được thoải mái. Thêm nữa. Thêm nữa. Hai mẻ. Thêm nữa đi. Thêm chắc là thêm phân nửa cái đó nữa chưa? Khói nó tạt không? Lúc nãy cái chỗ rau này còn nguyên một con sâu nha anh Hồ nhá. Em vừa bỏ con sâu ra ngoài. Ra sạch. Đây là một bữa cơm cho em. Dạ. Ở đây thì gọi là mì chính, ở quê em miền Tây mình gọi là bột ngọt. Dạ. Khói quá luôn. Anh có thể qua bên kia quay ngược lại để cho thấy cái cảnh mây mù. Cao Bằng là độ cao hơn 300 m so với mực nước biển á. Mình phải xào hai mẻ ha. Dạ. Cái này gọi là cái kiềng. Ở dưới gọi là cái kiềng. À đây là cái kiềng. Đúng rồi. Kiềng 300 đấy. Dù ai nói ngả nói nghiêng ấy. Kiềng chắc đó. Đây là rau xào, mình sẽ sau khi xào gần chín thì mình để thịt băm vô. Đúng không? Cũng tùy thôi anh ạ. Có thịt thì mới cho thịt vào được. Nhà nghèo không có thịt thì chả cho vào được đâu. các bé học sinh ở đây thì có rau thì cần phải cơm trắng hết rồi. Như mấy cái em gửi anh đấy. Thì là chỉ có cơm trắng được vào túi bóng và mang đi rớt rồi ăn. Nhiều bé cũng chẳng có thịt, có rau gì đấy đâu. Nên là hôm nay được nấu ăn như thế này là các bé sẽ rất là thích đấy ạ. Vừa có thịt, vừa có rau, vừa có quả, có sữa nữa. Nên là rất là thích. Vừa được áo ấm. Ấm từ trong ra ngoài. Vừa được ăn ngon, vừa được mặc ấm. Đó là sắp được rồi đấy ạ.
mình sẽ xào hai mẻ luôn á bạn Huế. Dạ. Đây là mẻ đầu tiên ạ. Mẻ đầu tiên rồi đó. Mà phải nói là bạn Huế cũng khéo tay ghê ha. Em chỉ nấu ăn cho cả gia đình được thôi ạ, còn nấu ăn cho đông người em không dám làm. À, ngày hôm nay thì ngoài việc lên đây để tặng áo ấm cho các bé thì Bùi Hùng cũng có liên hệ với bạn Huế cũng như là các anh em rằng là sẽ cho các bé có một bữa cơm á, có thịt cho các bé. Tại vì như bạn Huế có chia sẻ rằng á, các bé đi đến đây chỉ có cơm trắng với lại mèn mén đúng không? Ở đây người Giao thì không ăn mèn mén nhưng mà ăn có cơm trắng anh ạ. Ừ. Còn cũng ít khi là có thịt lắm, đôi khi cũng chỉ là rau xanh thôi. Ăn buổi trưa học xong thì ăn. Và các bé cũng chỉ được vào túi bóng, cơm trắng thì lúc cũng rất là tội. Có bé thì chấm muối. Sau khi mà phát áo ấm cho các bé xong thì cô bác anh chị cũng đã thấy mây mù nó gần như là trùm kín cái ngọn núi này luôn rồi. Bây giờ chạy xe xuống cũng rất là khó khăn luôn. Ở trong này thì các cô đang chia cơm cho các bé nè. Mỗi lần các bé đi học sớm là 5 giờ là phải đem cái nắm cơm theo. Cơm rang cho vào túi bóng mang về theo. Ngày nào là các bé cũng phải đem cơm theo sớm hả cô? Vâng, ngày nào hoặc cả ngày là như thế. Thứ 6, giờ hôm thứ 6 là một buổi phải mang. Còn lại từ đầu tuần đến cuối tuần là không phải. Mà đa số bữa cơm của các bé là chỉ có chấm muối thôi. Hoặc là một ít thịt thôi. Có điều kiện thì cũng một hai miếng thịt. Chị đi chị em nào chị đi lấy rau xanh lên đi, để hàng đầu này có rau đi. Xong hàng thứ hai là bọn em chia tiếp luôn hết hàng đầu này nào. Rồi. Này là chả hên ha. Chả giò. Giò. Một món giò là một cái món khoái khẩu á, là một cái món ăn rất là ngon ngay tại cái tỉnh phía Bắc á. Em bớt cơm cho các bé. Các khay này là cô đi mượn nè. Vâng, cái khay là mượn ở trường không có đâu. Mượn của trường ở dưới kia ăn. Mỗi một cái khay như thế này là bao nhiêu tiền? Một khay này, nhưng mà ở đây là bé lại không nấu cơm. Các cô lại không nấu cơm. Các con đang đi theo xe là mang cơm đi thì cơm của các con chắc chỉ ăn với ăn ở trong cơm bọc. Cơm mô mà không thiếu thốn lắm. Mình giãn ra đi, mình giãn ra đi. Thì em sới lên đây. Đây cô, em phụ cô cho. Chính ra nếu là có ai chăm chỉ một tuần có các con ăn được một bữa trong tuần thì là nó sẽ đỡ hơn. Vì các con ăn cơm thì có một nhóm thiện nguyện bảo là hỗ trợ mỗi tuần được một bữa là hai bữa thiện nguyện. Còn nhiều lắm rồi. Đây. Sao lấy thêm một bữa cơm rất là ngon ha, có thịt băm nè, có cải nè, anh đây anh, và có giò. Còn lớp thịt băm là có chậu này thôi hả chị, cả lớp bên kia nữa cái chậu này đúng không? Thịt băm không biết lúc nãy mọi người sao, chắc có một chậu này không, bây giờ còn đấu giá nữa. Không để lẫn được bà chị. Cô giá ở giữa này này. Sữa đó. Thì phải chia sữa. Đây anh. Dạ.
rau chắc là cứ đặt không để hết được rồi. Cũng là chưa có rau thì chị thấy. Đi cơm nữa. Xin một thửa chứ cô để xin chú mà các cô giáo ở nhà. Bên kia. Bên kia hỏi nhé. Còn lớp bên này nữa, còn lớp bên. Lớp bên khoảng bao nhiêu người cô? Bên này có đây rất là ngon ha, cơm được nấu bằng cơm củi á. Đây cháy nó luôn. Đây bằng này nó mới đủ. Đặt ở đây luôn nhỉ? Dạ. Có sữa nữa. Cơm này hết rồi, cơm phải lấy thêm. Lấy bọn đặt để chung. Đây à, mấy cháu này có chưa? Đây cứ để cái khay ở dưới này đi. Ở bên đó bật lên cái thùng đấy đi bằng. Đây anh. Phải xới cơm lên. Sắp hết cơm rồi cô ạ. Nồi này. Được rồi nhỉ. Ôi trời ơi ngon quá. Ngon quá luôn nè. Đây. Em đặt xuống đi. Này là đầy gần đầy đủ rồi đấy nhỉ. Hàng một này có thể chuẩn bị ăn được rồi đấy, không có con thèm lắm rồi. Hàng một là chuẩn bị ăn được rồi. Con để một lượt. Một lượt à? Vâng, tí nữa. Con đủ rất nhiều chưa? Cơm nóng hổi luôn anh. Thấy không? Một cơm, hai nồi. Một cơm, cơm củi. Có cơm cháy này ngon lắm á. Đúng rồi. Vậy là cái nồi này gần hết rồi. Với cái khay này nữa là hết rồi. Hàng ngày là các bé chỉ ăn đem cơm theo ăn thôi. Phải mà mỗi một tuần mà các bé được thưởng thức bữa cơm như thế này thì hay. Vậy là còn thiếu nhiều không anh? Dạ. Nhưng mà cơm này chỉ cơm cháy thôi nhưng mà nó không bị khét nha, rất ngon luôn. Nồi này là nồi gan anh ha. Dạ. Dày lắm. Nhưng mà cơm cháy thì ăn lại thơm. Còn đủ không anh? Đây. Còn được uống sữa nữa nè. Đó. Rồi các bạn được mặc áo ấm nữa. Đây, chú gửi con ha. Ở đây là chia làm hai phòng học, phòng bên đây rồi phòng bên kia nữa. Dạ. Hai ba lớp gì đó, tại vì đến 58 phòng ngăn cho 58 bạn. Dạ. Đây
Một bữa cơm rất là ngon ha. Này là giò đúng không anh? Là thịt băm. Dạ. Cải bắp. Bạn nào xin thẻ nè. Đây, dạ. Hồ cho đây một bạn này cũng có đó. Đây, các bạn nè. Ok, ok. Đây các bạn luôn. Đây, bạn bên kia. Bạn này cho luôn. Còn bạn nào chưa có? Bạn này đúng không? Đây, chú gửi con. Chắc có lẽ là thời gian tới thì sau Tết Nguyên Đán thì sẽ cho các bé có những cái bữa cơm như thế này nữa. Tại vì nghe các cô chia sẻ rằng á, khi mà các bé đến trường á, để cái nắm cơm vô cái bọc ni lông á, rồi bạn nào có thịt thì được một vài miếng thôi, còn bạn nào không có thì thậm chí là ăn với muối để đi đến trường mà mén nhà mèn mén nữa. Ở đây thì mén không không có dạ. Mà nói thậm chí là trên cái đoạn đường mà của em đi trải nghiệm ngày hôm nay á, chạy xe gắn máy thôi đi nó đã vất vả rồi, tại vì đến 7 cây số đó. Trong khi đó thì các bé phải đi đến con đường có những bé là bộ mà khi mà trời có sương mù á, rồi đường nó rất là trơn và thậm chí là những cái bọc cơm nó không được đến trường nữa, phải rất là vất vả bỏ lại ở đó nữa. Nên là nữ ở đây là một cái phần mà san sẻ những cái yêu thương cho các bé. Mặc dù là nó nhỏ nhưng mà giúp các bé nó được ấm lòng, được ngon, cảm thấy vui hơn. Và cảm ơn anh Nam cũng như là tất cả các cấp chính quyền địa phương, từ cấp xã cho đến là cấp tỉnh và thành phố và tỉnh. Nói chung là tụi em rất cảm kích về tấm lòng của những người Cao Bằng đã hỗ trợ cho em khi đến đây thực hiện những cái bữa cơm, những chiếc áo ấm như thế này. À đấy, đúng rồi. Dạ. Nói chung là sau mong anh sẽ còn đến với Cao Bằng nhiều hơn nữa. Dạ. Đấy, để đến với những cái hoàn cảnh rất của các em học sinh đấy rất là khó khăn. Và cũng dạ, rất là cảm ơn cái tấm lòng của anh. Dạ. Từ Đồng Tháp xa xôi đến với quê hương cách mạng Cao Bằng. Dạ. Cảm ơn anh rất là nhiều. Và cũng xin chúc anh cùng với gia đình cũng như là tất cả các cô chú và cũng như là người dân Cao Bằng luôn dồi dào sức khỏe và vượt qua hết những cái khó khăn để dạ, mà hướng tới một cái tương lai tốt đẹp. Dạ, đó dạ, là điều tất cả mọi người đều mong muốn anh nhỉ. Dạ, không dạ, để ai bị bỏ lại phía sau. Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều. Ngày hôm nay gặp chung tay với các anh tự nhiên trong lòng cảm thấy là vui lắm. Dạ. Dạ. Các con ơi, còn có canh nữa nhá. Con đây canh dừa, canh dừa. Các bạn này thấy các bạn, anh Thành có thể quay thấy các bạn ăn cơm không bị văng đổ ra ngoài nha. Các bạn ăn rất là gọn gàng, ăn sạch sẽ đấy. Các bạn ăn cơm giống như tác phong của các anh công an, các chú bộ đội á, ăn rất là gọn gàng. Ăn gọn gàng. Ăn một cái khay này cũng ngon hơn. Trước đây thì cô ơi, các bé phải đem ở trong bọc rồi các bé ăn luôn. Có. Bọc về xong là cũng ngồi ăn trong bọc thì thấy là có cái khay như này. Dạ. Khay này là mượn cái khay của cái điểm bán chú rồi, chú thuộc trường này nhé, ở bên kia nó ăn bán chú tại trường cơ. Ồ, đẹp quá, một hình ảnh rất là đẹp đúng không cơ? Nhá, được ăn cơm không? Con ăn cơm với giò, ăn cơm với rau, ăn cơm với thịt nhá. Đây để con công ăn, đây chú lấy giá cho giá. Em thì hỏi nhé, có đứa nó không ăn đâu nhá. À thế á? Có ăn không? Không ăn á, con ăn giá. Có mà, con ăn giá không? Không ăn đâu á? Có đứa không ăn, mấy đứa này hỏi rồi không ăn. À thế à? Và là trong cái nước canh á là cũng có thịt ở trong đó. Nếu rất là ngọt nước luôn. Ăn thì lại để cho các bạn ở đằng sau nhé. Bây giờ mình anh Thành ơi, qua tại vì cô chia ra làm hai lớp để mới hết 58 học sinh nên mình qua chia sẻ hình ảnh bên kia ha. Ai, cảm ơn hoàng hài rất là nhiều. Đi anh, sang bên này đi. Bên này đi. Thương lắm, thương cả cái bạn bị tai kia kìa. Chắc bọn em cũng sẽ đóng góp cho bạn đấy, xong nhờ các cô và phải hỏi xem là tình hạn con thế nào. Ở cái điểm trường này thì có điện, có nước đầy đủ, tuy nhiên có một cái điểm trường còn khó khăn hơn nữa. Như bạn Huế chia sẻ. Ồ, đây nữa nè.
Thì bây giờ trước em có đến đó thì từ lúc đi bộ vào một điểm trường mất 2 cây số đi bộ và cũng đường núi như này luôn, họ còn chưa giải hết bê tông, giải nhựa, giải bê tông chứ nhỉ, như ở đây và đường đất đường đèo núi và qua đá rồi các thứ đấy, thì nó là xã dân chủ huyện Hà Nam. Nhưng mà từ đấy đi sẽ có những cái điểm trường nhỏ hơn ở đây này, còn khó khăn hơn. Em thì nghĩ là các con đi học là khó khăn, nhưng quá trình mà để mang những con chữ rồi mà được ngôi nhà như thế này cũng còn rất vất vả. Cảm ơn. Nhìn các bé thương nhau. Món gì đây? Các con biết món gì đây không? Đây đây. Phải nói đây là bữa cơm có thật mà hiếm hoi đúng không? Hiếm hoi đâu với các bé. Hôm nay ăn ngon nhỉ? Sữa chưa? Bắt sữa chưa? Cũng nhờ bạn Phan Quế rồi bạn Thành và tất cả các anh em ở đây nha. Cơm này là có cô Huế xào lên á. Anh thấy như thế nào anh Thành? Thực sự, cảm nhận. Anh rất là cảm động thật. Anh cũng tham gia gọi là thực hiện cái công tác thiện nguyện và giúp đỡ nhiều ấy. Nhưng nấu ăn thì anh chưa được tổ chức lần nào. Anh chủ yếu giúp đỡ kiểu về quần áo và về một số như kiểu trao tiền để ăn Tết ấy, hoặc là làm nhà, chủ yếu làm nhà. Đấy. Thì hình ảnh này anh nhớ lại thời anh còn bé cũng như thế. Chính xác như thế, anh cũng có bộ đi học mà 3 cây. Đó, và hôm nay anh rất là cảm động và anh một lần nữa anh cảm ơn em rất là nhiều. Đã lên Cao Bằng và phối hợp cùng bên anh, bên các cơ quan, bên công an, bên sở khoa công nghệ để tổ chức một cái bữa cơm rất là ý nghĩa. Đó, cảm ơn em rất nhiều nhé. Chúng ta sẽ tiếp tục. Em phải cảm ơn người Cao Bằng nhiệt tình hiếu khách, lại chu đáo. Và thậm chí là để liên hệ với anh rồi bạn Phan Quế á, bạn nói rằng là thực tế đang cơm ở trong cái túi ni lông á, chỉ có ăn với cơm trắng với lại muối hoặc là có điều kiện thì một ít thịt thôi, nhưng mà ngày hôm nay các bé lại thưởng thức một bữa cơm đầy đủ thịt rau như thế này, thậm chí có cả canh nữa, bình thường thì đem canh theo không được. Anh quay cảnh chúng con mời cô chú ăn cơm, mình mời các bạn ăn cơm nhé, được không ạ? Chúng 2, 3 là các con hôn nhá. Dạ. 2, 3. Chúng con mời các cùng ăn cơm. Mình mời các bạn ăn cơm. Được, cảm ơn các con. Chúc các bạn ăn ngon miệng nhé. Lớp này học sinh bé nhất. Vào đây ăn hết nhá. Hôm nay là phải ăn hết suất thì mới được về đấy nhá. Ai không ăn đi, ăn đi. Rồi mời các bạn ăn cơm. Ai không ăn hết là thua nhá. Chơi bài thắng nào. Thấy ấm lòng không? Ăn đi nhá, ăn đi. Các bạn nào mà có ăn hết cơm á, các con có ăn hết cơm á thì còn cơm trên này nha. Cái thằng nhận lưu nàng béo sổ sơ mài tháng á. Con có chia sẻ rằng á là các bé ở đây á bình thường là cứ ăn với cơm, bữa nay được có thịt là các bé rất là vui đúng không cô Long? Mỗi lần là bé thường có cơm trắng với cả rau xanh ấy. Đấy là bữa trưa của các bé, hoặc là có một gói mì tôm rẻ, không phải là mì tôm mà 5.000 kia đâu nhé. Cái gói mì tôm mặt tầm 2.000 ấy, kiểu bình dân ấy. Đấy. Là bé cũng qua bữa. Chỉ cần như vậy thôi là các bé cũng là thích lắm rồi. Có khi nào mà các bé đem cơm xuống mà trên đoạn đường đi bị trơn trượt á thì các bé lại làm rớt cơm ở dọc đường không? Các bé thì đi ăn cơm mang đi á, là các bé như ở trên chị thì lại không nắm cơm mấy, là hay mang theo một gói mì tôm 2.000. Đây có đợt nào có một số người gửi thì chị cũng mua mì tôm lên, cũng có thể các bé được tiền hỗ trợ thì bố mẹ mua mì tôm về để, hoặc là không có thì đến bữa và các bé mới lại bắt đầu mang cơm đi này, ăn cơm bữa trưa ăn xong là các bé lại ở bình thường, không đòi hỏi ăn phải như thế này như thế kia, kể cả những bé mới có 2-3 tuổi cũng tự ăn chứ không để bố mẹ phải bón, kiểu như là các bé rất là tự lập những cái chỗ đấy, nên là ở đây thì được như vậy là các bạn rất là vui. Nên là nhà em sâu thì là người dân tộc Dao, cho nên là em ấy
có thể giao tiếp với các bé là rất là dễ. Nên là khi mà đi lên dạy, nhiều cô ở dưới lên mà không biết nói tiếng Kinh, nói tiếng Giao ấy, thì hơi khó. Khi mà các cô dạy lớp 1, lớp 2 ấy, bắt buộc cô cũng phải lại học lại tiếng của các em, rồi mới là dạy ngược lại em bằng tiếng Kinh lẫn cả hai thứ tiếng để các bé có thể dễ hiểu, để dễ viết và có thể dễ, các em có thể dễ tiếp thu bài. Chứ còn để mà nói mà bắt buộc phải Kinh không thì là các em sẽ không có tiếng phổ thông, không là các em sẽ không thể được đấy. Nhưng mà bình thường các bé ở đây thì sẽ ăn cơm nhiều hơn là ăn đồ ăn. Đúng rồi, ăn cơm nhiều hơn là ăn đồ ăn, chính xác. Có hôm chỉ cần một cái hạt bí ấy, là bình thường mình lấy về mình bóc để mình ăn nhấm nháp các kiểu với rượu hay đồ nhắm gì đó, đúng không? Nhưng mà các bé lại phải rang hạt bí, lấy mắm muối mì chính rất ngọt là để ăn với cơm. Đấy là những cái mà ở trên này. Mời cô Loan xích qua đây tí xíu nha. Muốn không biết thì ở trường các bé là tự đem cơm xuống và học ở trường là trong một tuần á là phải đem cơm theo mấy ngày hả cô Loan? Tất cả các điểm là thứ hai đến thứ năm em ăn cơm đi, sáng thứ sáu là học một buổi thôi. Còn tất cả gần như là cả tuần, chỉ là chiều thứ sáu là các cô phải đi xuống đi họp của các cô ở dưới điểm chính thì sẽ là nghỉ vào buổi chiều thứ sáu, còn lại là từ thứ hai đến thứ năm là các em học cả ngày và các em đều mang cơm đi. Khi mà các em ngủ trưa thì như thế nào? Ngủ trưa tại lớp thì như thế nào hả cô Long? Ngủ trưa thì như bốn bé ở trên chị thì sẽ không ngủ trưa ở trong lớp. Tại vì trên đấy cũng... với lại các bé cũng không ngủ ấy. Các bé lại xuống nhà ở bên cạnh chơi. Thì đến giờ thì các bé lại lên, tại vì ở trên đấy là chị một mình. Thì chị sẽ sáng là học đến 1 giờ là nghỉ tan thì đến 1 giờ là chị bắt đầu là vào lớp. Tại vì ở một mình thì buổi chiều là chị còn đi về. Nên là học đến 1 giờ vào lớp là đến 3:30, 4 giờ kém là chị bắt đầu nghỉ. Có bao giờ là các bé là đi dọc đường gói cơm thì vô nói cô con nó bụng không? Hay là có chứ. Vì một cái điều kiện nào khác? Có chứ. Về xong là bảo các bạn bảo bạn này bị ngã, cơm bị bẩn hết rồi. Đấy thì cũng có thể linh động là đồ của mình mang lên mà có thì lại chia cho các bé, hoặc cũng có thể phải xuống nhờ dân ở bên dưới, tại vì là chị ở trên đây chị không nấu nước, chị cũng mang đồ ăn lên, nên là cũng nhiều lúc cũng phải là xuống nhờ dân, mà cho nên là từ đấy thì chị cũng hay mang lên phòng theo là mỗi lần 2-3 gói mì tôm, để trừ trường hợp các em mà không có thì mình có thể đưa cho được. Đối với trường của mình á thì việc hỗ trợ mì tôm cho các bé ăn vào một buổi trưa kèm với cơm thì nó có cần thiết không cô Lô? Có chứ, ở trên đấy, ở trên này rất là cần thiết. Ở trên này là đối với ở dưới thì bố mẹ phải có đầy đủ dinh dưỡng, đúng không? Nhưng ở trên núi cao như các bé ở trên này thì là chỉ cần có cái bỏ vào bụng mà no là các bé vui rồi. Đấy, chỉ sợ đói thôi, chứ còn có cái bỏ vào bụng các bé không phải là bắt buộc phải đầy đủ các kiểu, nhưng mà cũng phải để có cái để bỏ vào bụng để các bé có thể ấm cái bụng thì các bé mới có thể ngồi học được tiếp được. Còn ở trên đấy mà không có cái gì bỏ vào là lạnh lắm á, rất lạnh luôn. Chỉ cần bỏ vào bụng no là con người có thể ấm được, đúng không? Đúng. Còn nếu mà mình cảm thấy đói thì mình sẽ lạnh hơn, đúng không? Đúng. Không biết thì khi mà cô Loan đi dạy á thì cô Loan phải tự đem cơm theo hay như thế nào? Đối với chị á là chị tự mang cơm, có nghĩa chị cũng không mang cơm lên đâu. Có hôm thì cũng một cái bánh mì lên từ sáng cầm lên để nó nguội hết, cũng ăn bình thường. Tại vì là lên để nấu cơm á, một mình á thì lại rất cũng mình cũng ngại để nấu ấy, hoặc là với lại cũng rất là bất tiện, trên đấy không có nước, cho nên là để mà nấu nước bắt buộc mình nước dừa các kiểu, đúng không? Để mà hứng lấy nước mưa về để lấy thì lại không nấu ăn, thì lại là mang đồ ăn từ dưới lên. Đấy, có thể một gói một cái bánh mì cũng qua bữa thôi. Đấy, có thể là một gói mì tôm đi xuống nhà dân để mà gộp để ăn thôi, còn là không. Vậy là cô này giống học sinh rồi. Mình hiện bây giờ thì đang có một cái tét nước để cho trường rồi. Có tét nước là lần trước là có bên nhà chùa đấy cho cái tét nước, rồi là có hứng nước. Nhưng mà nước hứng để phải hứng để lâu, cho nên là có nhiều con lăng quăng, nhiều con ở dưới đáy cái nước ấy.
cái tách nước ấy, cho nên là toàn là lấy về để dội nhà vệ sinh cho các bé, giặt giẻ lau bảng để cho các bé rửa chân rửa tay khi các bé mưa về đi đến này là được các bé rửa chân rửa tay. Mong là sau những đoạn video clip như thế này á, chia sẻ về cuộc sống của cô và trò ngay tại vùng cao á, thì sẽ nhận được nhiều sự quan tâm hơn từ cộng đồng mạng và mọi người có thể chung tay nhau một ít để cho bữa cơm của các bé nó được hoàn thiện hơn. Và đặc biệt đối với bé, một bữa cơm mà nó đầy đủ chất dinh dưỡng là một điều gì đó nó rất là xa xỉ đối với các bé ở vùng cao như thế này. Và cảm ơn cô Loan đã mang con chữ đến tặng với vùng cao nhìn đến cho các bé, để giúp cho các bé sau này có thể là phấn đấu để trở thành là một người tài để có thể giúp cho đất nước. Phải nói là từng là giáo viên nhưng mà gặp cô Loan này mỗi lần cứ tâm sự là lại cảm phục về một tấm lòng của một người thầy. Phải nói là không có cô thì không biết các trẻ trên này là, và không có những thầy cô giáo ở đây và chấp nhận đến những điểm trường xa xôi thì các bé ở đây như thế nào nữa. Cái này cũng không chỉ riêng các cô đấy, là cũng lại các cô mang cái chữ, nhưng mà được cái truyền cảm hứng là từ các chú mang cái cảm hứng lên vùng cao được cho các bé ở dưới vùng ngoài biết được, trải nghiệm được, và các bé có thể ủng hộ và có thể đưa những cái sự ấm áp từ vùng đồng lên đến cho các bé ở trên vùng cao, một cái sự dù là món quà bé nhỏ của các bé dù không còn là mới nhưng cũng có thể gọi là đấy là một quà tinh thần để cho các bạn ở trên này. Thứ nhất là có sự ấm áp về trong mùa đông này, cái thứ hai đấy là được cái sự tinh thần và một cái niềm vui, niềm hân hoan cũng sắp đến không biết nói thế nào thì cũng sắp đến Tết rồi, thì cũng chúc các chú đi làm một cái công tác thiện nguyện truyền những cái cảm hứng, những cái niềm tin lên cho các bé ở trên vùng cao, các cô ở trên những cái chia sẻ khó khăn với các cô ở trên núi, thì cũng chúc tất cả các chú sức khỏe dồi dào, phúc và cũng là gặt hái được nhiều cái thành công cho cái sự nghiệp của các chú, và cũng sẽ là truyền được rất là nhiều lên đến những cái vùng nơi khó khăn cho các bé như vậy. Và một lần nữa thì không quên cảm ơn cô Loan cùng với lại các thầy cô giáo ở trên cái điểm trường của mình ngay tại huyện Hà Quảng của tỉnh Cao Bằng. Và một chúc cho cô Loan, một người lái đò thầm lặng và thậm chí, và tất cả cô giáo ở đây luôn, một người lái đò thầm lặng mà thậm chí là vì lái đò mà quên đi cả bản thân của mình, để mang được câu chữ đến cho các bé. Các bé cũng dùng rất sắp xong rồi. Mặc dù là cô giáo ở ngoài này có chia sẻ với lại thịt các con trưa nay được chia nhưng mà ăn không hết nên các bạn ấy cầm về nhà để cùng gia đình ăn như này, rất là nhiều. Con ăn được no không? No hả? Ngon không? Ngon. Ở nhà con có được ăn như vậy nhiều không? Cái này là cái gì đây? Con thích ăn cái này không? Thích ăn giò không? Thích. Con cầm về cho cả gia đình cùng ăn hay sao? Có. Vậy đó, con học lớp mấy rồi? Nói chú nhiều. Con học lớp mấy? Lớp 2 à? Ở nhà có hay được ăn giò như thế không? Đấy, ở nhà rất ít khi được ăn giò. Con hôm nay mới được ăn đúng không? Nên là mang giò về cho cả bố mẹ nữa đúng không? Giỏi quá. Mà con thường đi đến trường á, con ăn với gì? Cơm với gì? Thế bây giờ ai đón con về hay là con tự về? À tự về à? Thế chào con nhá, đi về cẩn thận nhá. Bye bye. Nhìn dễ thương lắm. Kìa. Chào nhá, các con ơi. Bye. Cười tươi lên các bạn ạ. Đi về cẩn thận nhá. Về từ từ nhá. Đây là một hình ảnh hiếm thấy lắm. Để đi tìm con chữ phải leo đèo vượt suối như vậy nè. Mà tuổi rất là nhỏ luôn. Mà toàn hầu như các em toàn phải dậy từ 5 giờ sáng. Đúng rồi. Mới kịp để đi đến trường. Khi mà mặt trời chưa mọc thì các bé đã đi rồi. Mà đi đến khoảng có được bé phải đi đến 2 tiếng. Đúng rồi. Mà cực nhất là mùa đông như thế này lạnh á. Có nhiều hôm là trời còn chưa sáng. Một lần đầu đi về đi, các con đi về đi. Cứ về tự nhiên thôi. Không có phần. Bye. Tạm biệt nhá, chào các bạn nhá. Đi từ từ thôi, không qua.
khẩu lên được theo đường cái nhưng về theo đường chào các bạn nhá. Mừng quá. Các con ơi, chào nhá. À, chào nào, chào nào. Đây. Đây. Nào. Vào đây. Giơ tay chào đi. Là sao các bé đều phải đi bộ hết à? Chào nhá. Chào nhá, giơ tay nào. À, bây giờ thì mình chia tay một điểm trường ngay tại xã Thông Nông đúng không anh? Xã Lương Thông. Lương Thông. Huyện Hà Quảng của tỉnh Cao Bằng. Trong một buổi sương mù dày đặc như thế này. À, không nói thì chắc có lẽ là cô bác anh chị sẽ không hiểu. Bây giờ phải lội bộ 7 km xuống. Tại vì bây giờ trời mưa rồi. Đường ở đây sình lầy lắm luôn. Trơn trượt lắm. Đây, đây là một trong những cái kỷ niệm rất là đáng nhớ của mấy anh em luôn nè. Phía đằng trước xa xa kia là các anh, các chị đã hỗ trợ phát quà trong ngày hôm nay cùng với lại Bùi Hồ. Cô bác quý anh chị biết không? Cái đoạn đường mà từ trường đi đến cái nơi mà chiếc xe đậu á là khoảng 7 km. Đường nó trơn trượt và như thế này nè. Một màu sương mù á, nó dày đặc luôn, thành thử là đây đó kế bên thôi. Tuy nhiên mà nhìn qua video thì chắc có lẽ là cô bác quý anh chị không thấy được. Cũng cảm ơn các anh các chị ở Cao Bằng. Cảm ơn anh Thành. Cảm ơn gia đình của bạn Phan Quế. Cảm ơn các anh công an rất là nhiều. Cảm ơn chính quyền ở Cao Bằng đã tạo điều kiện như thế này luôn. Tuyệt vời luôn. Nói chung đây là một trong những cái chuyến hành trình phát quà mà đáng nhớ nhất đối với Bùi Hồ. Tại vì không có lần nào mà phát quà nó cao như thế này, nó xa như thế này, và thậm chí là nó nhiều ý nghĩa như thế này. Đây nè, quá quý vị thấy không? Ở dưới kia là màu mây mù, mây mù rồi cao lắm. Nếu như mà tính ở đây so với mực nước biển khoảng 600-700 mét gì đó. Cũng chia tay với xã Lương Thông, huyện Hà Quảng của tỉnh Cao Bằng và tiếp tục hành trình vào ngày mai thì sẽ đi đến Nguyên Bình, huyện Nguyên Bình của tỉnh Cao Bằng luôn. Rồi sau đó về lại miền Tây. Đó, thấy không? Cái con đường kinh khủng không? Không có chặng đường nào đi là dễ dàng đúng không anh Thành? Chỉ có mình cố gắng vượt qua thôi. Mình có quyết tâm không thôi. Dạ. Anh Thành anh chia sẻ là ngày xưa anh đi học cũng giống vậy nè. Đúng rồi. Cũng đi cái đường nhỏ xíu xíu giống vậy. Đợt đấy là chưa có bê tông đấy. Cái thời mà anh đi học ở làng, anh đi học ra gần đường quốc lộ học. Thời đấy là anh đi 3 cây số thôi. Bước bộ đi 3 cây số, đường không có bê tông. Đấy, rất là vất vả. Hôm nay đi làm công tác thí nghiệm anh lại nhớ cái thời anh còn học lớp cấp 1. Đấy, thực sự là rất là tuyệt vời, một chuyến rất là tuyệt vời. Cái cua nó ngoằn nghèo như thế này luôn nè.